Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Văn hóa Quan họ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Ninh. Quý vị và các bạn thân mến, trong những chương trình số trước, quý vị và các bạn đã được lắng nghe những chia sẻ cũng như giải thích của nghệ sĩ ưu tú Xuân Mùi về sự ảnh hưởng của truyện Kiều trong dân ca Quan họ. Và đã được lắng nghe những giải thích chia sẻ của nghệ sĩ ưu tú Xuân Mùi về một số bài ca có ảnh hưởng từ truyện Kiều. Trong chương trình Văn hóa Quan họ ngày hôm nay, chúng tôi xin tiếp tục giới thiệu tới quý vị và các bạn những ảnh hưởng của truyện Kiều trong dân ca Quan họ. Mà cụ thể ở đây là bài ca Quan họ Một vùng cỏ ấy bóng tà. Vậy bài ca này có những điều thú vị và đặc biệt gì? Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Như thường lệ, nghệ sĩ ưu tú Xuân Mùi sẽ là người đồng hành cùng chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Vâng, xin chào nghệ sĩ ạ. Cảm ơn Thanh Huyền, cảm ơn quý vị đã dành thời gian xem lại. Vâng, thưa nghệ sĩ, theo tôi được biết thì hiện có tới 5 đến 60 bài quan họ có gốc gác từ truyện Kiều của Nguyễn Du. Vậy xin ông cho biết lý do gì mà quan họ lại vận Kiều nhiều đến như vậy ạ? Ngày nay đó, trong khoảng 50 năm trở lại đây, 60 năm trở lại đây đó, thì người Việt Nam chúng ta đó ít quan tâm đến truyện Kiều của Nguyễn Du. Một phần cũng vì chúng ta có nhiều thứ phải quan tâm quá. Nhất là bây giờ trong cơ thế thị trường thì người ta còn phải quan tâm đến công việc làm, đến thu nhập và đến nhiều vấn đề khác. Vì thế mà cái truyện Kiều của Nguyễn Du là đã có một phần bị là lãng quên. Thế nhưng mà tôi muốn ôn lại để cho quý vị, cho Thanh Huyền, nhất là các bạn trẻ đó, biết được là ngày xưa đó, Kiều đã trở thành nước uống cơm ăn. Kiều là một cái thứ giò đó không thể thiếu đối với người dân Việt Nam. Thế và gần đây thì còn không chỉ Việt Nam, mà gần đây thì cả thế giới cũng rất là yêu Kiều, mến Kiều, say Kiều. Tại sao thiên hạ mê Kiều? Bởi trong Kiều có rất nhiều tinh hoa, có thơ, Kiều lại có ca, có nhạc, có họa, có xa, có gần. Có cả giọng điệu người dân, có cả ngôn ngữ muôn phần cao sâu, nên dù bạn ở đâu cũng tìm thấy được những câu răn mình. Những câu nặng nghĩa nặng tình, trọn đời còn nhớ đinh ninh chuyện Kiều. Tại sao Kiều được mến yêu? Bởi trong Kiều có rất nhiều tinh hoa. Theo tôi, đó là lý do cơ bản để tại sao trả lời cái câu hỏi là tại sao thiên hạ mê Kiều. Thì đấy là kết thúc cái phần mở đầu để giải thình cho quý vị biết là tại sao quan họ lại có nhiều bài hát về Kiều đến thế. Ngay từ tên của bài ca là Một vùng cỏ ấy bóng tà, thì Thanh Huyền tin chắc rằng cũng đang có rất nhiều quý vị khán thính giả thắc mắc giống như là Thanh Huyền, là tên tựa đề của bài có nghĩa là gì? Ông có thể giải thích để mọi người được tỏ tường không ạ? Một vùng cỏ ấy bóng tà là một trong 3.254 câu Kiều. Nó chỉ một trong hơn 3.000 câu Kiều thôi. Nhưng mà trọn vẹn cái câu này nó là một vùng cỏ ấy bóng tà, sau đó là gió hiu hiu thổi một vả bông lau. Thế thì người ta lấy luôn cái tên cỏ ấy bóng tà để đặt tên. Cái cỏ ấy bóng tà ở đây đó, mặc dù nó chỉ là một câu thơ Kiều thôi, nhưng mà khi đọc lên khiến người ta nhớ cả một đoạn Kiều, cả những cái tình tiết mà trước đó và sau đó. Thế thì nói đến cõi bóng tà là người ta nghĩ ngay đến cái tác phẩm ở Nguyễn Du. Đây là một bức họa, một vùng cỏ ấy bóng tà. Tức là trong cái ánh tà dương thì cái ánh xanh của cỏ đó nó nửa vàng nửa xanh, nó ảnh hưởng của cái sắc nắng. Cho nên cả một vùng nhìn xa tít tắp đó, nó mang cái âm hưởng của hoàng hôn, của buổi chiều. Cho nên chỉ cần cỏ ấy bóng tà thôi thì người ta đã nhớ về một đoạn thơ. Mà không có một đoạn thơ nào ở trong Kiều có cái phong cảnh này. Cho nên ở đây có thể nói là Nguyễn Du đó là một họa sĩ kỳ tài, một ông nhiếp ảnh kỳ tài. Và ông ta đã chụp được một cái không gian mà nó rất đặc trưng cho một đoạn thơ dài. Đó là đi hội trong Tết Thanh Minh
lúc đầu tiên thì lễ là tả mộ, hội là đạp thanh, đi từ lúc sớm và khi về đó thì chị em thơ thẩn gian tay ra về, thì lúc đó là chiều đã tà tà và cả một vùng mênh mông thì cái sắc cỏ là nó nhuốm vàng trong cái ánh chiều tà. Cho nên ấy, khi nói đến cỏ ấy bóng tà thì chúng ta đọc đầy đủ của câu thơ đó là một vùng cỏ ấy bóng tà, gió hiu hiu thổi một vả bông lau. Đấy là cái cảnh nó rất là ảm đạm, nó rất là tĩnh lặng, nó rất là gợi cảm. Thế thì cái tên của bài Một vùng cỏ ấy bóng tà là gợi cho ta nhớ đến cái không gian, đến cái hoàn cảnh, đến cái đoạn thơ của Kiều một cách hết sức rõ ràng. Đấy là cái tài của Nguyễn Du khi mà ông ta dùng chữ nghĩa, ông ta dùng bút để ta vẽ tranh, tranh phong cảnh. Vâng, thưa nghệ sĩ, vậy trong rất nhiều bài ca quan họ mang âm hưởng của Kiều mà chúng ta đã tìm hiểu, vậy thì với bài ca Một vùng cỏ ấy bóng tà mà chúng ta chuẩn bị tìm hiểu sau đây, thì người quan họ đã áp dụng phương thức nào, thưa ông ạ? Đây là toàn bộ cái đoạn Kiều mà quan họ đã mượn nó. Đây là phương thức 1. Vâng. Phương thức 1 là phương thức đầu tiên của quan họ vận Kiều. Toàn bộ cái lời này của nó là một vùng cỏ ấy bóng tà, gió hiu hiu thổi một vả bông lau, rút châm sẵn dắt mái đầu, vạch ra cây vịnh bốn câu ba vần. Vịch ra cây chứ không phải ra cây nhé. Vâng. Vịch ra cây vịnh bốn câu ba vần, Kiều càng mê mẩn tâm thần, lại càng đứng lặng tần ngần chẳng ra. Kiều còn ủ rột nét hoa, sầu tuôn dứt đối châu xa vắn dài. Vân rằng chị cũng nực cười, khéo dư nước mắt khóc người đời xưa. Kiều rằng duyên tự ngàn xưa, cái điều bạc mệnh có chừa ai đâu. Nỗi niềm tưởng đến mà sầu. Thì đấy là toàn bộ lời của bài ca. Thế mà lời này thì không phải là nguyên Kiều. Vâng. Mặc dù là quan họ lấy nguyên cả một đoạn Kiều, nhưng mà trong này thì có một số từ quan họ sửa. Tôi lấy ví dụ thế này ạ. Kiều càng mê mẩn tâm thần, thế rồi Kiều còn ủ rột tét hoa. Thế ở trong của Nguyễn Du đó thì không phải là Kiều càng, mà là lại càng mê mẩn tâm thần, hoặc là lại còn ủ rột tét hoa. Tức là những cái chữ Kiều này là quan họ đưa vào thay cho chữ lại. Đấy là câu 101 và câu 103. Thế còn toàn bộ cái này thì nó là 13 câu Kiều, bắt đầu từ câu 97 và kết thúc là câu 109. Tôi đã thống kê ra đây hết sức rõ ràng rồi. Cho nên là, nhưng mà có một cái đặc biệt mà tôi cần phải nói, đó là câu 107. Cái câu này là cái câu mà đầy phức tạp. Câu 107 ở Kiều là rằng hồng nhan tự nghìn xưa. Rằng hồng nhan tự nghìn xưa. Thế còn sang quan họ thì Kiều rằng duyên tự ngàn xưa. Ở đây nó là thay 4 từ. Nhưng mà gần như là thay cả một câu Kiều. Kiều rằng duyên tự ngày xưa, đó là quan họ. Còn Nguyễn Du là rằng hồng nhan tự ngàn xưa. Chúng ta nhớ nhé, trên này là cái nhịp 22. Tức là này, Kiều rằng duyên tự ngàn xưa, đó là 22. Thế nhưng mà Nguyễn Du thì là 33, rằng hồng nhan tự nghìn xưa. Thứ nhất là sửa về tiết tấu. Đọc theo như thơ Kiều thì không sao, nhưng mà khi đọc hát theo quan họ là có sao, tức là có vấn đề. Tức là từ cái chỗ nhịp 33 là rằng hồng nhan tự thủa xưa, và sang bên quan họ thì sẽ thành là Kiều rằng duyên tự ngàn xưa. Chuyển từ cái tiết tấu nghịch sang cái tiết tấu thuận. Đấy là lý do mà chuyển cái câu 107, là thứ nhất là chuyển về tiết tấu. Còn cái thứ hai nữa là sửa về cao độ. Ở cái cao độ này trong Kiều là tự thủa xưa, còn quan họ là tự ngàn xưa. Trên là chữ thủa, dưới là chữ ngàn. Thủa là vần chắc, ngàn là vần bằng. Tại sao vậy? Bởi vì là trong một nốt nhạc nó không thể cùng một lúc gánh được cả vần chắc, gánh được cả vần huyền. Nếu mà vần chắc rõ chữ, rõ lời thì sang vần huyền sẽ bị méo. Còn nếu mà ở vần huyền nó rõ chữ, rõ lời thì sang vần chắc nó lại rất béo. Và đó là hai cái lý do mà câu 107 người quan họ đã phải thay đổi. Cái lý do thứ nhất đó là vấn đề tiết tấu, nhịp 33 không dùng được. Cái lý do thứ hai tức là chữ buổi là vần chắc phải đổi ra sang vần bằng.
Thì đấy là hai lý do trong cái câu này. Vâng, trước khi đi vào tìm hiểu bài ca Một vùng có áy bóng tà, thì nghệ sĩ ưu tú Xuân Mùi có thể cho biết bài ca này có xuất xứ và lai lịch ra sao không ạ, thưa ông? Như tôi đã nói ở trên ấy, thì cái chỗ này đó là cái đoạn cuối của Du Xuân và chị em Kiều bắt đầu là ra về. Và trong Kiều đó Nguyễn Du cũng tả là này, tà tà bóng ngả về Tây, chị em thơ thần gian tay ra về. Có nghĩa là rất thoải mái, rất vô tư, đang thì là đi trong không khí tĩnh lặng của một buổi chiều sau những cái thời gian mà hết sức là ồn ào náo động của cái Tết Thanh Minh, thì bây giờ trên đường về thì những cái ngả riêng trên những cánh đồng và cả một vùng cỏ ấy bóng tà, cho nên tà tà bóng ngả về Tây, chị em thơ thần gian tay ra về. Thế và đang đi thì Thiếu Kiều trông thấy là xè xè nấm đất bên đường, dầu dầu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh. Thiếu Kiều thì là người rất đa cảm, cho nên nhìn thấy cái nấm đất đó thì nghi nó là một nấm mộ và thắc mắc hỏi sao lại có một cái nấm mộ mà Tết Thanh Minh mà không có hương khói. Cái ngày này tất cả những người còn sống đều phải đi tìm những ngôi mộ để thắp nhang. Sau đây lại có một cái nấm đất xè xè nấm đất bên đường, dầu dầu ngọn cỏ, nửa vàng, nửa xanh. Kiều tò mò hỏi, thì Vương Quan trả lời là đây là mộ của Đạm Tiên. Đạm Tiên nàng ấy xưa là ca nhi, nổi danh tài sắc một thì, xôn xao ngoài cửa, thiếu gì yến oanh. Nhưng mà phận hồng nhan có mỏng manh, đang chừng xuân, nửa chừng xuân, thoát gãy cành thiên hương. Có nghĩa là đang tuổi xuân phơi phới ra, thì đó là nàng đã không qua được trong một cơn bạo bệnh và nàng đã chết. Nhưng mà vì sao vậy mà lại không có hương khói? Là vì nàng chết chưa có chồng, chưa có con và chẳng có người thân, cho nên là sống làm vợ khắp người ta, hại thay thác xuống là ma không chồng. Đấy là Vương Quan dẫn giải từ cái xè xè nắm đất bên đàng để cho chị gái của mình hiểu được là dưới mộ kia là một người đàn bà xinh đẹp, tài sắc. Nhưng mà trời xanh quen thói má hồng đánh ghen, cho nên cô ta có một cuộc đời sống làm vợ khắp người ta, hại thay thác xuống làm ma không chồng. Những cái lời giải thích của Vương Quan đó, ngắn gọn, rõ ràng. Thật ra đây chính là cái tài của Nguyễn Du kể chuyện bằng thơ. Và liền tiếp đó là 13 câu Kiều trong bài Cỏ ấy bóng tà. Tiếp sau đó là chính là cái đoạn này, đó là đoạn Một vùng cỏ ấy bóng tà. Còn bây giờ đấy thì không để quý vị phải chờ lâu, xin trân trọng mời quý vị chúng ta sẽ lắng nghe hai liền anh quan họ của làng Viêm Xá sẽ đến với bài Quan họ Một vùng cỏ ấy bóng tà. Cũng có
bốn câu này á bà vần này hỡi ai ơi kiều ơi à con đưa mê mẩn đi tâm thần này hỡi ai ơi kiều ơi à con đưa mê mẩn đi tâm thần lại còn là con đứng lặng đi cũng có á tần ngần là tần ngần mà trả ra này hỡi ai ơi kiều ơi à hãy còn u giọt mi nét huê này hỡi ai ơi kiều ơi à hãy còn u giọt mi nét huê sầu tuôn là tuôn lại lang ly cũng rằng là châu xa nay há ngần dài này hỡi ai ơi em vẫn nói rằng chỉ cũng mi nực cười này hỡi ai ơi em vẫn nói rằng chỉ cũng mi nực cười khéo dư là dư nước mắt đi cũng có á khóc người là khóc người đời xưa này hỡi ai ơi kiều ơi à nói rằng duyên từ ngàn xưa này hỡi ai ơi kiều ơi à nói rằng duyên từ ngàn xưa cái điều là điều bạc mệnh cũng có á có chừa là có chừa nào ai đâu này hỡi ai ơi niềm ơi à nỗi niềm tưởng đến ý mà sầu này hỡi ai ơi niềm ơi à nỗi niềm tưởng đến ý mà sầu Vâng, thưa nghệ sĩ, sau khi được lắng nghe bài ca Một vùng có ái bóng tà do Hai Liền Anh của câu lạc bộ quan họ Viêm Xá thể hiện, thì Thanh Huyền nhận thấy trong bài ca này có sử dụng rất nhiều những từ ngữ khó hiểu.
mà Thanh Huyền tin rằng rất nhiều quý vị khán thính giả đang dõi theo và lắng nghe chương trình Văn hóa Quan họ ngày hôm nay cần được nghệ sĩ ưu tú Xuân Mùi giải thích. Ông có sẵn lòng không ạ? Ở đây đấy có mấy cái như sau. Cái thứ nhất là cỏ ấy bóng tà. Thì ban nãy các bạn đã hỏi rồi. Tên của bài hát Cỏ ấy bóng tà thì nó có cái nghĩa gì? Thì tôi đã giải thích sơ qua rồi. Cỏ ấy bóng tà là cả một vùng cỏ nhuộm ánh tà dương. Bóng nắng về cuối chiều. Đấy là cỏ ấy bóng tà. Cái thứ hai nữa là gió hiu hiu thổi một vả bông lau. Tức là ở đây đó nó có những cái cây lau, cái cây cỏ lau. Gió hiu hiu khác với là gió mạnh, gió lớn. Cho nên cái gió hiu hiu thì bông lau nó cũng chỉ hơi nghiêng ngả một chút thôi. Nên là gió hiu hiu thổi một vả bông lau. Rút châm sẵn dắt mái đầu. Châm cũng coi như là có cái tên thứ hai, nó gọi là cái cành kim thoa. Thế thì cái cành này, cái kim thoa này đấy, thì ngày xưa con gái ấy là tóc dài. Nên người ta búi ở trên đầu và người ta cài một cái châm ở trên đầu. Nó vừa cho chặt tóc nhưng vừa là vật trang trí. Thế thì đấy là cái châm sẵn dắt mái đầu. Và đi đâu ở trên đầu cũng có cái châm đó. Nhân tiện có cái châm đó. Cho nên ấy, vạch ra cây vịnh bốn câu ba vần là cái vỏ bên ngoài của cái thân cây. Cho nên ấy, Nguyễn Du nói rất rõ ràng là vạch ra cây, chứ không nói là vạch vỏ cây. Nhưng mà nó là vỏ. Vạch ra cây vịnh bốn câu ba vần. Bốn câu ba vần là ở đây Nguyễn Du nói rằng đây là thơ đường. Thế thì đây là vạch ra cây vịnh bốn câu ba vần, kiều càng mê mẩn tâm thần. Thế thì mê mẩn tâm thần đó là một dạng là phân tâm, tâm thần bất ổn. Cho nên là kiều càng mê mẩn tâm thần, lại càng đứng ngạng tần ngần chẳng ra. Tần ngần đây là suy nghĩ nửa chừng, lờ nước hến, không định làm cái này và không định làm cái kia. Cho nên là tần ngần. Kiều còn ủ rột nét hoa. Nét hoa ở đây là khuôn mặt đẹp như hoa. Nhưng mà bây giờ nó hơi buồn. Cho nên ấy, là Nguyễn Du nói rằng kiều còn ủ rột nét hoa. Sầu tuôn dứt nối châu xa vắn dài. Sầu tuôn dứt nối là gì? Đó là những giọt nước mắt nối tiếp nhau, không dừng, không ngừng. Đó là sầu tuôn dứt nối châu xa vắn dài. Cái giọt nước mắt ấy, nó như những hạt châu. Và nó rơi lã chã xuống, giọt dài, giọt vắn. Đấy để hiểu một cách rất kỹ càng là như thế. Sầu tuôn dứt nối châu xa vắn dài. Vân rằng chị cũng nực cười khéo dư nước mắt khóc người đời xưa. Kiều rằng duyên tự ngàn xưa. Cái điều bạc mệnh có chừa ai đâu. Ở cái chữ duyên này đã không phải ai cũng hiểu đâu. Tại sao lại duyên tự ngàn xưa, cái điều bạc mệnh có chừa ai đâu. Duyên này là duyên nào? Cái duyên này là duyên giữa hồng nhan và mệnh bạc. Đây là cái duyên kết nối một bên là hồng nhan, một bên là bạc mệnh. Cho nên là cứ những người đẹp thì thường là dính vào cái này. Cho nên nó gắn với nhau giống như là có duyên nợ với nhau vậy. Đó là người đẹp và mệnh bạc. Cho nên là kiều rằng duyên tự ngàn xưa, cái điều bạc mệnh có chừa ai đâu. Nỗi niềm tưởng đến mà sầu. Vân rằng chị cũng được cười, khéo dư nước mắt khóc người đời xưa. Thì ở cái câu này cái ý của nó thế nào? Nó chỉ có 14 từ trong một cặp thơ lục bát. Nhưng mà nó gửi đi một thông điệp tuyệt vời. Cho nên tôi mới nói rằng chỉ với một cặp thơ lục bát mà danh họa Nguyễn Du đã vẽ lên một bức chân dung không thể sắc nét hơn. Tức là đây là bức tranh vẽ về hai con người, hai người đẹp. Thế nhưng mà là rất là sắc nét. Hai người đẹp với hai tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. Trái ngược ở chỗ nào? Tức là một là đa cảm đến yếu mềm. Đó là Thúy Kiều. Tức là một người là đa cả đến yếu mềm. Thế còn một người đó là dửng dưng vô tư đến lạnh lùng vô cảm. Là Thúy Vân ạ? Là Thúy Vân. Nhìn thấy Thúy Kiều khóc thương cho cái thân phận của Đàm Tiên, khéo dư nước mắt khóc người đời xưa. Thì không thể nghĩ khác được, đó là một sự vô tư đến mức vô cảm. Cho nên đấy tôi mới nói rằng là hai người đẹp với hai tính cách hoàn toàn trái ngược nhau, hoàn toàn khác nhau. Một bên là đa cảm đến yếu mềm, quá yếu mềm. Còn bên kia là dửng dưng, vô tư đến lạnh lùng, vô cảm. Vậy qua bài ca này, nghệ sĩ ưu tú Xuân Mùi có thể cho biết người quan họ xưa muốn nhắn gửi điều gì thưa ông ạ? Ở phần này thì nó cũng rất ngắn gọn thôi. Bởi vì cái điều mà quan họ nhắn gửi đó thì đối với tôi nó rất là rõ ràng.
Và chúng ta cũng, tuy nó ngắn cũng rất là đáng giá, và chúng ta cần nhớ cái thông điệp mà thông qua cái đoạn thơ Kiều, thông qua cái ca từ Quan Họ, thì chúng ta nhận được một số những cái thông tin như sau. Cái thứ nhất là cái thông tin là hồng nhan bạc mệnh, má hồng chân chuyên. Đó là cái lẽ thường. Như Nguyễn Du đó là duyên tự ngàn xưa rồi, chúng ta miễn bàn. Thì đấy là cái thông điệp thứ nhất. Tức là hồng nhan bạc mệnh, má hồng chân chuyên, trời xanh quen thói má hồng đánh ghen. Đấy là cái thông điệp mà trong toàn bài này, là đối với tôi thì tôi nhận thấy nó rất rõ. Cái thứ hai đó là chúng ta cần biết là khi ta đã biết đó là quy luật của tạo hóa rồi đó, thì chúng ta bằng lòng cho ta cùng sống chung với nó. Nhưng mà chúng ta phải có cách nhìn của chúng ta. Ở đây tôi mà nói cái chuyện mà hồng nhan bạc mệnh, má hồng chân chuyên ấy, rồi trời xanh quen thói má hồng đánh ghen ấy, thì vốn nó là một quy luật của tạo hóa, cho nên không quá đa sầu đa cảm như Thí Kiều. Rồi thì héo lòng, rồi không cả thiết sống nữa, rồi thì nó đủ mọi thứ không hay. Cho nên là cái thông điệp thứ nhất là không nên quá đa sầu đa cảm đến mức yếu mềm như Thí Kiều. Và thông điệp tiếp theo là càng không nên quá vô tư vô cảm như Thúy Vân. Cái này rất hay. Mặc dù nó là cái thông điệp ngắn, nhưng mà nó dạy cho chúng ta một cái cách nhìn đời, một cái lẽ sống. Là đứng trước những cái mà quy luật bất biến chúng ta không thay đổi được, thì chúng ta phải sống chung với nó, thích nghi với nó. Đừng quá buồn thảm, đừng quá đa cảm như là nàng Kiều, mà cũng đừng quá là vô tư thoải mái đến vô cảm như là Thúy Vân. Vậy chúng ta cộng hai cái này vào, chúng ta chia đôi ra, thì đó là cái cách sống mà tôi khuyên mọi người lên theo. Tức là không sầu như bên kia và không vô tư như bên này, thì nó ở giữa. Ta là mang hai cái người này, Thúy Vân, Thúy Kiều, ta trộn vào với nhau, thế rồi ta chia đôi nó ra. Thế thì đấy, theo tôi đó là cái cách sống. Và cái câu cuối cùng, cái ý cuối cùng ấy, thì là cần phải biết tự tin, tức là tĩnh tâm lại, tự tin và sáng suốt. Tĩnh tâm rồi nhưng phải có cái đầu óc sáng suốt để làm gì? Để chọn ra một con đường, một lối đi. Và cuối cùng là bình tĩnh sống. Chỉ có ba chữ thôi, bình tĩnh sống. Tức là đứng trước một cái nỗi buồn không buồn quá, đứng trước một cái niềm vui không vui quá. Và chúng ta biết giữ, biết tiết chế, không quá buồn, không quá vui, để chúng ta bình tĩnh chấp nhận cái thực tại khách quan, và chúng ta sống chung với cái thực tại đó. Đó, theo tôi, đó là cái thông điệp mà quan trọng nhất của cái bài Một Vùng Cỏ Ấy Bóng Tà mà quý vị vừa nghe, hát và phân tích. Vâng, Thanh Huyền tin chắc rằng với sự chia sẻ logic và xúc tích của nghệ sĩ ưu tú Xuân Mùi, thì sau chương trình này, quý vị khán giả đã có thể hiểu rõ hơn về những ý nghĩa của bài ca Một Vùng Cỏ Ấy Bóng Tà. Một lần nữa xin được cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Xuân Mùi đã mang đến những kiến thức về văn hóa Quan Họ hết sức là bổ ích cho khán giả của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Ninh ạ. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Văn hóa Quan Họ hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Ninh tới đây xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.